xin mời nhà gái nào. Mời nhà trai. Chào anh trai. Rồi, mời anh ngồi. Rồi cưng, giờ mình khí thế mình nói, mình giới thiệu về mình luôn đi cưng. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và chào bạn trai và tất cả các quý vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Đào, hiện tại em là làm việc ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1989, công việc của em là bác sĩ thú y ạ. Rồi, em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn nữ bên kia, chào mọi người ở đây. Em tên là Nguyễn Thanh Vương Hoa, em đến từ Long An. Em tên là Hoa. Dạ. Trời, bên đây đào nè, hoa đào. Hoa đào. Nghe thấy mùi xuân rồi. Mùi xuân quá đi. Em nhiêu tuổi rồi Hoa? Dạ, em sinh năm 88 ạ. 88 tức là 32, bên kia 89. 31. Em làm công việc gì Hoa? Dạ, em làm kỹ thuật viên cho trung tâm Anh ngữ bên mạng nội bộ và phần cứng. Ủa sao em có nghe nói gia đình tại sao đặt em tên là Hoa không? Hồi xưa ông nội và ba em rất là thích con gái nên là khi mà có thai em á thì đã đặt tên trước. Đặt tên trước rồi dạ, hả? Nhưng mà không ngờ ra thì em là con trai. Nhưng mà theo cái tên của em thì Vương Hoa là vua của loài hoa. Rồi đàn gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em á là nấu ăn cũng ngon, vui vẻ, nhiệt tình, biết lắng nghe, tôn trọng người khác. Rồi còn tính xấu thì mình tính nói gì không? Tính xấu thì em nóng tính. Nhưng mà em nói được, giải quyết xong công việc em không có để bụng. Rồi em cũng dễ tự ái. Thí dụ nói chuyện đó, em sai thì em nói một lần thôi. Nói lần thứ hai cũng được, mình nói lần thứ ba là em thấy em sai nhưng mà em cũng cãi lại. Hoa ơi Hoa. Dạ em nghe. Hoa có tật xấu gì, điểm tốt gì nào? Dạ em kể tật xấu trước anh chị. Em hay ngủ nướng. Cũng vì ngủ nướng đó mà em hay tới trễ. Em thì rất là kỹ tính trong công việc á. Đôi khi thì em dành thời gian nhiều hơn người khác cho một cái việc gì đó. Em cũng hơi nóng tính tí. Bên kia khá nóng. Hai người cộng lại là nóng quá. Khi mà em nóng á thì em chỉ im lặng rồi đi chỗ khác thôi. Nói vậy cũng được. Vậy là anh nghĩ rằng hai người này có thể hợp với nhau, bên kia có thể nóng, bên đây có thể kiềm chế được. Rồi đường tình duyên bên đàn gái sao? Dạ em thì có ba mối tình. Mối tình mà sâu đậm nhất của em cách đây 3 năm. Cũng quen nhau 3 năm, cũng quyết định đến hôn nhân. Em với bạn đó có một cái kế hoạch là em sẽ đi Mỹ á, để mà làm trang trại, xong rồi đem kỹ thuật về hai đứa mở trang trại. Nhưng mà bạn đó trong một lần gia đình biết tuổi tác của em á, đi xem xong rồi nói không hợp, xong rồi ngăn cản. Dạ. Rồi ngăn cản rồi em buông luôn. Bạn đó im lặng trong vòng 3 tháng không gọi điện gì cho em hết. Xong rồi em cũng suy nghĩ, em nói là thôi khó xử quá thì em sẽ là người quyết định. Nói tóm lại là hai bạn buông nhau là bởi vì thứ nhất là yêu xa, thứ hai là vấn đề gia đình ngăn cản và bạn kia không vượt qua được. Dạ đúng rồi, bạn đó không có chính kiến, không có quyết đoán. Còn em ơi Hoa, em có quyết đoán không em? Dạ em là người khá quyết đoán ạ. Nếu mà em thích chuyện gì đó thì em sẽ làm cho bằng được. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em có 2 mối tình. Còn mối tình mà say nắng trúng gió thì cũng ít ạ. 2 mối tình đó kéo dài bao lâu? Mối tình đầu tiên của em thì năm lớp 12. Mối tình thứ hai thì khi em mà em đi làm, lúc mà chơi game online thì em gặp bạn đó. Quen mấy năm? Dạ hơn 1 năm thôi. Hơn năm. Thôi mình sơ nét về một chút cái đường tình duyên của hai bạn để hiểu nhau nhiều hơn thôi. Bây giờ chúng ta đến với cái mối tình này, hy vọng rằng ta rút kinh nghiệm để ta bổ sung tốt, vun đắp mối tình này cho nó đẹp ha. Hoa ơi, em muốn cái điều gì ở bạn gái của mình? Bạn đó chỉ cần dịu dàng là được hả chị? Gái ai cũng dịu dàng. Chào em. Dạ thưa chị. Ừ, hồi nãy ở bên nhà gái chị thì là bạn có tâm sự, tức là bạn đi qua bên Mỹ để bạn học, mở trang trại để mà bạn về bạn cùng làm với bạn trai của mình. Nhưng mà cái điều đó nó đã làm sao mà cách lòng, và bạn kia chắc cũng không cùng chí hướng. Thế ví dụ như bây giờ bạn vẫn còn những cái đeo đuổi đó thì em nghĩ sao? Ví dụ như mình mở trang trại ở đây được không? Dạ được. Nhà em quê ở đâu vậy? Dạ quê em ở Long An ạ. Ở Long An có đất chưa? Dạ nhà em có đất ạ. Huyện nào em? Dạ huyện Tân Trụ. Tân Trụ đất rộng lắm. Đó. Em ơi mình mở trang trại mình nuôi gì vậy? Em đi bên bò chị, nhưng mà bây giờ em đã không làm trang trại nữa. Em chuyển qua chó mèo phòng khám.
Và em có mục tiêu là sẽ mở phòng khám. Sao đổi danh quá vậy? Ừ, làm phòng khám thú y. Ta chuẩn bị trang trại nuôi bò rồi tự nhiên đổi qua thú. Khám chó mèo được, cũng là động vật mà. Nhưng mà em ủng hộ, ý chị muốn nói đây là bạn này rất yêu động vật. Dạ em ủng hộ tại vì em cũng thích động vật. Em thích bò hay là chó mèo? À, em thích mèo, chó và cá kiển nữa. Em thích cá kiển không? Dạ thích. Thích luôn, nói chung bên đây động vật nào cũng thích. Dạ. Đúng rồi. Ừ. Được rồi, Linh thích cá ba sa chị. Rồi còn em mong muốn ở người bạn trai của mình cái điều gì? À, em mong muốn người đó có chính kiến rõ ràng, chân thật, tôn trọng, chia sẻ và biết quan tâm, nhất là chia sẻ việc nhà. Em ơi, việc nhà thì anh rất là ý thức, nên là chuyện đó em yên tâm nha. Dạ. Được, rồi. Lo được đúng mát không? Lòng chưa? Dạ được, em thích rồi đó. Dạ được, em thích rồi đó. Rồi giờ em nếu mà lấy vợ về Tân Trụ hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Em là con lớn trong gia đình á, thì nếu mà có cưới vợ thì sau này cũng ra ở riêng à, nhưng mà thời gian đầu thì phải sống ở nhà em. Nếu mà em thích thanh long thì về nhà anh thì thanh long nhiều lắm. Em trồng được bao nhiêu thanh long nè? Dạ em trồng thì khoảng 1.000 gốc thanh long ạ. 1.000 gốc thanh long á, Tân Trụ thanh long nhiều lắm, thanh long đỏ về xuất khẩu. Trời, ngon. Em thích thanh long lắm chị. Trời ơi khỏe luôn, vậy là chịu về Long An không nè? Dạ được, miền được. Tây miền Nam là được. Chào em gái. Dạ chào anh. Em có cần ngoại hình của bạn trai sao không? Ngoại hình hả? Không quá mập, không hói. Với lại em thích một người đàn ông đẹp hay là một người đàn ông duyên dáng? Duyên dáng chị. Duyên dáng vậy là đúng rồi đó. Thấy nhà đúng trai không? Rất là duyên dáng. À, em không thích điều gì ở đàn ông à? À, em không thích người gia trưởng, không có chính kiến, không rõ ràng. Anh thấy cũng ổn đó. Ổn rồi đó, nhưng mà nè Hoa có thích phụ nữ đẹp không? Dạ cũng có. Giữa cái đẹp với cái duyên em chọn cái gì? Em chọn duyên. Chọn duyên đó. Trời hai ơi. Đứa nó hợp với nhau quá em. Rồi Linh ơi, đó chứ giờ gặp gia đình đi. Rồi gặp gia đình đi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba người bạn. Em chào mọi người, em là bạn ở chung phòng với chị Đào. Thì em thấy anh bên này tính hiền, với lại cũng có vẻ hợp với chị, nên là em chúc cho anh chị hy vọng là hai người bấm để cho nhau cơ hội. Cảm ơn em. Mày trai đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Dạ em chào Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Em chào mọi người. Dạ theo em thấy thì cái người đàn ông mà chị Đào muốn tìm kiếm á, thì em thấy là anh trai của em thì có rất là nhiều. Như là chị Đào tính nóng tính á, anh của em tính rất là hiền, rất là dịu dàng. Nói chung là đối với phụ nữ á, thì chắc là anh không có kiểu mà bật lại đâu. Em thấy chị Đào sao nè, nói cho anh em nghe coi. Dạ nếu như mà theo em nhận xét á nha anh Hoa thì nó là đây là xuất sắc luôn nha anh. Xuất sắc đó anh Hoa, xuất sắc đó anh Hoa. Em trai em cũng thiệt là xuất sắc rồi nha. Rồi bây giờ chị... mở rào đi ha. Mở rào. Hít hơi thật sâu vô, thở ra. Hít hơi sâu vô, thở ra. Tiến thẳng về phía trước, nhìn cười, tặng quà, nhẹ nhàng, âu yếm, dịu dàng. Cười cái nè. Bắt đầu. Chào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn anh. Quà của em là đặc sản vùng quê của em á. Bánh tét. Không phải anh, đường thốt nốt. Trời ơi. Dạ cảm ơn. Đường thốt nốt mà ông nhìn sao ra bánh tét. Hồi hộp quá vậy quá. Trời. Dạ chào anh ạ. Chào em. Dạ ấn tượng của anh đầu tiên về em là như thế nào ạ? À, đầu tiên thì anh thấy em rất là dễ thương. Anh không biết diễn tả sao nhưng mà anh thấy cái nhìn đầu tiên rất là thích em. Dạ hiện tại là anh làm việc ở Long An luôn. Dạ. Dạ. À, công việc của em là em làm phòng khám á anh. Thì cuối tuần là không có thời gian. Tại thầy khách đó, thường có thời gian đi dẫn chó mèo vào cuối tuần. Nên em thường nghỉ trong tuần. Cuối tuần cũng khó mà lâu lâu mới nghỉ được. À, dạ. Vậy thì chuyện đó thì anh có thể sắp xếp được. Có thời gian rảnh thì anh chạy lên. Còn cái công việc của anh có thể chuyển lên Sài Gòn, hay là anh có thể chuyển qua cái tỉnh khác được không? Như về Long Xuyên, An Giang của em làm được không? Em lại muốn về Long Xuyên làm ăn hả? Em đang làm công việc ở Sài Gòn. Dạ, đang tốt mà. Tại vì không? Khi mở phòng khám thì đi đâu mở cũng được á chị. À thì mở về Long An mở cũng được. Dạ, đó. Về Long An Long An cũng được. Vậy em có thể về Long An không? Dạ được. Nếu mà có cơ hội phát triển em phải sẽ về. Vậy anh có thể về Long Xuyên được không? Anh thì sẵn sàng về Long Xuyên. Anh chỉ cần có lý do thôi. Anh chỉ cần có lý do thôi. À. Em anh chỉ cần có lý do đó. Bây giờ nói câu này nghe được nhất nè.
em hơi bị hồi hộp trước cô gái này đó. Dạ. Bây giờ tiến tới gần, hai đứa đứng lên nắm tay nhau, hát một bài nào đó, rồi mình truyền cảm xúc cho nhau. Đúng rồi, tiến tới, hai đứa nắm tay nhau. Đúng rồi, nắm hai tay luôn. Đó, nhìn thẳng. Đúng rồi. Vậy em hát luôn anh. Hát, nhìn nhau mà hát nha. À, một đoạn trong điệp khúc bài Vì Yêu Là Nhớ. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ. Một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm phôi pha cũng chế xe. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Tình yêu là thế, tình yêu là thế. Nhiều lần buồn bã đã khiến em nghi ngờ. Đừng vội yêu nhau vội đến rồi đi. Thế gian dành nhiều cho nhau, thế nhưng chỉ mỗi anh thôi. Vì yêu anh. Em thấy anh hết rung rồi. Anh cũng đã bớt rung rồi. Dạ. À, tới đây thì anh cũng có một bài để tặng em. Dạ. À, qua cái lời bài hát thì anh cũng có một vài tâm sự ở trong đó. Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh rất yêu em rất nhiều. Rồi, hay lắm. Trời, đúng như tâm trạng luôn á trời ạ. Cái luồng điện từ Đào truyền qua Hoa đó. Thì em có cảm giác là rất là thân thuộc. Em muốn nói gì với Đào trong giây phút này? Anh thì ít nói, nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức để thể hiện cái tình cảm đó. Ít nói nhưng mà phải thể hiện nha anh, chứ ít nói ít thể hiện nữa là em không có hiểu đâu. Anh ít nói nhưng mà anh sẽ hành động. Dạ. Được rồi, các bạn về vị trí. Chúng ta chuẩn bị tiến hành bấm nút. Bây giờ mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Một lần nữa, lắng lòng mình lại, kiểm tra lại con tim của mình, để xem đây có phải là cảm xúc thật của con tim hay không, để xem người này có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút, đừng ngại ngùng gì cả. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 3 2 Và 1. Hết thời gian. Đào vẫn đang suy nghĩ, vẫn còn một chút băn khoăn gì đúng không Đào hả? Đúng không? Dạ. Em có thể nói luôn suy nghĩ của mình, em lo lắng đó là điều gì? À, cái việc mà về quê ai? Đó, cái việc về quê ai đó. Thành ra mình cũng phải quyết liệt nha, Hoa nha. Tình yêu đôi khi chúng ta phải cố gắng quyết liệt, quyết đoán và vun đắp cho nó. Hãy nắm tay nhau nào. Trước mắt chúng ta là ba mẹ, gia đình hai bên đang theo dõi. Hoa hứa gì với mọi người đi và xin phép bắt đầu từ bây giờ xin người lớn cho mình hẹn hò với nhau. Thưa hai bác, thưa ba mẹ, con và Đào đã bấm nút thì xin phép gia đình được cho hai con tìm hiểu nhau. Và bây giờ xin ông bạn Đào ạ. À, đồng ý không cưng? Dạ em đồng ý rồi. Đó, vô liền vô. Anh đồng ý. Vô. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho hai bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng
dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi, đây, giữ lấy đường thốt nốt chứ không phải là bánh tét nha. Về Tân Trụ nuôi bò, rồi mở cửa hàng thú y, rồi mua bán thanh long xuất khẩu. Vậy đi ha. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn dì. Rồi, để hạnh phúc nha.